và các bạn đang đến nhạc trên khắp mọi miền tổ quốc mình. Hôm nay trong buổi chiều ngày 7 tháng 3 năm 2019, cửa hàng Thanh Hiền rất vinh dự được chào đón một đoàn khách đến Cảm ơn quý vị và các bạn trong các clip tiếp theo.